Bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy chùa cua mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi quanh bếp hồng, trồng bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không ngồi sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng. Chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi khoe xóm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ thương con xin đợi ngày sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn dâu vườn ca mẹ biết nhớ cậy vào. Trời vơi
xuân đã đi qua. Xin được kính chào quý khán giả thân mến và xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chúc quý vị thính giả, quý vị khán giả mọi điều tốt đẹp trong năm mới và nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn. Chương trình Paris by Night 132 Xuân với đời sống mới được bảo trợ bởi Platinum Sponsor Hưng Thịnh Land với dự án Maryland Quy Nhơn và Diamond Sponsor Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Young Healthy Lush YHL by Hằng Lê, D&D Gel, Mabie